tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi hôm nay, tử vi ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay cập nhật vận trình tử vi 12 con giáp ngày 5 tháng 8 năm 2018, tử vi chủ nhật hấp dẫn và chính xác. Hôm nay chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018 tức ngày 24 tháng 6 năm 2018, tháng 6 âm lịch, ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất, tuổi xung với ngày là Tân Hợi, Đinh Hợi, tuổi xung với tháng là Đinh Sửu và Ất Sửu. Mời các bạn đón xem tử vi. Mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 5 tháng 8 năm 2018 chủ nhật hôm nay dự báo những thay đổi vào ngày mới có thể giúp bạn tìm kiếm vận may, chủ động hơn trong cuộc sống và để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. 1. Tử vi của người tuổi Tý ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay chủ nhật. Xem tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tuổi Tý có thể xung đột với một nửa của mình vì ngũ hành tương xung. Một phần do công việc bận rộn nên hai bạn không có nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò và chia sẻ với nhau. Nhưng hãy tỏ ra tôn trọng đối phương và bàn bạc khi muốn quyết định điều gì để tránh hiểu lầm nhau nhé. Tuổi Tý gặp may mắn trong chuyện tiền bạc. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền do ai đó cho hoặc tặng hoặc trúng thưởng làm thêm. Số tiền không lớn nên cũng đừng vội khoe khoang, ba hoa khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Đừng bao giờ lấy lý do không có đủ thời gian để tập thể dục. Đó chỉ là lời biện minh cho một sự lười biếng mà thôi. Bạn muốn thành công thì trước hết phải cân bằng được sức khỏe của chính mình. Từ đó mới có thể lên dây cót tinh thần mỗi ngày và để đủ sức để chạy đua với công việc. Giờ tốt cho con giáp này từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Mão và Ngọ. 2. Tử vi tuổi Sửu ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay là ngày chủ nhật. Tuổi Sửu gặp tam hợp nên mọi việc tốt đẹp, nhận được nhiều lời khen của mọi người. Bạn có một thái độ tích cực trong công việc, thể hiện được tài năng cũng như cách điều hành công việc rất khoa học. Tuy nhiên đôi khi bạn khá lạnh lùng, vì thế nhiều người e ngại không muốn lại gần. Trước thành công của con giáp này có người ghen tị và bắt đầu nói xấu. Tuổi Sửu đừng để ý tới họ mà chỉ nên tập trung vào công việc của chính mình thôi. Cố gắng giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng sẽ tốt hơn là mãi đuôi co với những người không đáng. Tình cảm thuận hòa nhờ ngũ hành tương sinh. Tuổi Sửu luôn may mắn khi có một người luôn ở bên tiếp thêm năng lượng cho bạn. Người ấy khiến bạn có niềm tin với cuộc sống hơn. Tất thể những người đã từng bước qua cuộc đời bạn trước đó. Giờ tốt cho con giáp này là 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ là Thân và Hợi. 3. Tử vi tuổi Nhâm Dần ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay chủ nhật. Tử vi ngày 5 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Dần báo hiệu là ngày tương hại, nên dù bản mệnh có làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình cũng không được ghi nhận, thậm chí còn bị so sánh với người khác nữa. Bạn tận tình giúp đỡ người ta nhưng sau đó lại bị lấy ra làm đề tài trêu chọc và chê bai. Tuy hôm nay là ngày thuận lợi cho những người muốn cầu danh, học hành, thi cử hoặc tranh cử vị trí mới, song tuổi Dần cũng đừng để bản thân quá tập trung vào mục tiêu mà bỏ quên những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình nhé. Chuyện tình cảm trong giai đoạn hạnh phúc, bạn luôn để cho đối phương có không gian riêng để thể hiện bản thân chứ không phải gò bó trong khuôn khổ. Điều này khiến người ấy cảm thấy bình yên mỗi khi được ở bên cạnh và muốn chia sẻ mọi thứ với bạn. Giờ tốt cho con giáp này là 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Dậu và Tỵ. 4. Tử vi của tuổi Mão ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay ngày chủ nhật. Tử vi phương Đông cho biết hôm nay không phải là ngày thích hợp để tuổi Mão tiến hành các công việc có liên quan đến sổ sách và giấy tờ, thủ tục hành chính. Dù bạn có muốn đi đường ngang lối tắt cũng khó mà toàn nguyện, nên tốt nhất hãy tạm gác sang một bên, tận hưởng ngày nghỉ đi nhé. Chuyện tình cảm cũng không được thuận lợi cho lắm. Người có đôi vì những suy nghĩ vụn vặt mà mâu thuẫn với một nửa của mình, con giáp này nên bớt lời lại để tránh xung đột gay gắt. Nếu cần thì nên tránh mặt một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
sức khỏe của bạn hoàn toàn ổn định, nhưng thay vì bạn ngủ nên bạn phải dậy sớm hơn một chút để có nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Hầu hết những người thành công đều là những người dậy sớm và làm việc đều đặn hàng ngày. Giờ tốt trong ngày cho con giáp này là 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ là Tý và Hợi. Năm tử vi tuổi Thìn ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay chủ nhật. Theo tử vi 12 con giáp, chủ nhật này tuổi Thìn có cơ hội tăng doanh thu và tiền bạc cho mình nhờ ngũ hành tương sinh. Có nhiều khoản thu nhỏ nhưng tích lại thành lớn, tài chính của bạn hoàn toàn dư giả nên có thể chiều bản thân một chút bằng một chút đồ yêu thích bấy lâu. Tuy nhiên, con giáp này khó tránh khỏi có cảm giác buồn bực trong lòng vì bị người khác nói xấu sau lưng. Nếu bạn cứ ngồi một chỗ mà gặm nhấm nỗi buồn, quả là rất lãng phí một ngày nghỉ như vậy. Hãy làm điều gì đó thật thú vị để thay đổi tâm trạng ủ rũ của bạn khi nào. Trong ngày ngũ hành thổ vượng tuổi Thìn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, tăng cường luyện tập thể dục thể thao sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức cường tráng, chức năng của não bộ giảm nguy cơ tổn thương và tinh thần. Giờ tốt cho con giáp này là 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Thân và Mùi. 6. Tử vi tuổi Tỵ ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay là chủ nhật. Tử vi ngày hôm nay của tuổi Tỵ cho biết vì gặp tự hình nên tâm trạng con giáp này bị bất an, xáo trộn và hành động nóng vội. Có người còn tranh cãi với hàng xóm láng giềng, bạn bè hoặc người thân khiến mối quan hệ rạn nứt, tình cảm gây bấy lâu bỗng chốc đổ bể. Con giáp này vốn không để tâm tới danh lợi, tiếng tăm, nhưng hôm nay bạn cũng muốn có địa vị tiền tài để được tự hào thể hiện trước mặt mọi người, song với tính cách của bạn thì không khó mà thay đổi được, nhất là khi đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, thu chi cân đối, có nhiều khoản phải thu chi nhưng không đáng kể. Tuổi Tỵ sẽ phải đi ăn, gặp gỡ xã giao nhiều nên cần chú ý ăn uống khoa học để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Giờ tốt trong ngày của con giáp này là 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ là Hợi và Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay là ngày chủ nhật. Xem tử vi phương Đông, chủ nhật ngày tuổi Ngọ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió vì có người giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao của bản thân mệnh hài hòa tốt đẹp. Đó là vì bạn luôn dành thời gian để quan tâm, cảm ơn tới những người đã giúp đỡ hoặc ở bên cạnh trong những lúc khó khăn. Hôm nay, những bản mệnh làm việc trong các lĩnh vực như nghệ thuật, y học, tôn giáo, luật sư sẽ có cát tinh soi chiếu, tìm ra những phương pháp phát triển công việc. Đây là những bàn đạp để bạn tiến tới sự thành công trong tương lai, là nguồn động lực thúc đẩy giúp bạn nỗ lực hơn, tiến tới đích. Ngũ hành hỏa vượng nhắc nhở tuổi Ngọ nên thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh làm tổn thương đến người khác. Một việc quan trọng nữa là bạn nên chú ý tới chế độ ăn uống, giảm đồ cay nóng, chất kích thích, thay vào đó là thức ăn lành mạnh, giàu dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe. Giờ tốt cho con giáp này là 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Tuất và Mão. 8. Tử vi tuổi Mùi ngày 5 tháng 8 năm 2018 hôm nay chủ nhật. Xem bói hàng ngày cho biết tuổi Mùi được tam hội cục che chở nên chuyện tình cảm hòa thuận, tốt đẹp. Người ấy luôn ở bên cạnh lắng nghe và động viên bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, ngay cả khi bạn chán ghét bản thân mình vì bề ngoài không hấp dẫn thì đối phương vẫn luôn thể hiện rằng họ yêu chính con người bạn chứ không phải vẻ bề ngoài. Hôm nay con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với thị phi, tranh tài đoạt lợi. Bạn hết lòng vì người nhưng vẫn bị người phụ đau đớn hơn, đó là người gần gũi với chính mình. Tuổi Mùi hãy học cách xem nhẹ mọi chuyện. Cuộc sống vốn vậy, không phải ai cũng tốt và đáng tin như bạn nghĩ. Sức khỏe của bản mệnh ổn định, ngũ hành tương sinh mang lại sinh khí mới cho cơ thể. Chỉ cần tuổi Mùi chú ý đi ngủ sớm, tránh thức khuya hay sử dụng thiết bị điện tử quá lâu thì sức khỏe ngày càng tốt hơn. Giờ tốt
Trong ngày cho con giáp này là 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ là Dần và Hợi. 9. Tử vi tuổi Thân ngày 5 tháng 8 năm 2018, hôm nay Chủ nhật. Bói tử vi trực tuyến ngày Thân tự tương phá báo hiệu chuyện tình cảm của tuổi Thân có thể gặp trục trặc trong gia đạo bất an, hôn nhân rạn nứt, do đó bạn nên đi đâu đó để tránh va chạm với mọi người, cũng là để bản thân đi khám phá đó đây, thưởng thức những điều thú vị trong cuộc sống. Ngũ hành tương xung khắc không chỉ khiến tâm lý bất ổn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Có thể vì công việc quá nhiều nên bạn thấy bất an, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn hoàn thành mọi việc trong hôm nay. Hãy để tâm đến những điều thực sự quan trọng và những việc bạn có thể làm tốt nhất thôi nhé. Vận xui của con giáp này còn đến với những người đang theo đuổi chức vị quyền lực. Có người sẽ bị mất chức, thôi việc, không trúng tuyển hoặc làm ăn thất thoát. Thời điểm này cũng không thích hợp để thay đổi công việc nên hãy tạm gác lại ý định này. Giờ tốt trong ngày là 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ là Mão và Hợi. 10. Tử vi tuổi Dậu ngày 5 tháng 8 năm 2018, hôm nay Chủ nhật. Ngày Dậu Tỵ tam hợp. Tuổi Dậu thể hiện được tài năng lãnh đạo của mình, nhưng chính sự lạnh lùng ít nói của bạn khiến mọi người không dám đến gần. Có phê bình người khác cũng không nên. Tế nhị, đừng hạ người ta xuống để nâng mình lên. Nặng lời quá sẽ dẫn đến chuyện không hay đó. Ngũ hành tương xung khiến con giáp này nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tình yêu lúc ngọt lúc nhạt cũng đều là quy luật tự nhiên mà thôi. Nếu buồn bực quá, bạn nên lánh đi chứ đừng cố cự cãi, gây căng thẳng thêm. May mắn là tuổi Dậu phúc lộc dồi dào, tiền bạc đầy đủ, nhưng không phải là người làm công chức mà là những người làm nghề tự do. Bạn ôn hòa rộng rãi, đối xử với mọi người hiền lành, thân mật nên được nhiều người yêu quý và sẵn sàng trợ giúp bạn. Giờ tốt cho con giáp này là 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Dậu và Tý. Tử vi tuổi Tuất ngày 5 tháng 8 năm 2018, hôm nay Chủ nhật. Trong ngày ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm của tuổi Tuất vô cùng tốt đẹp, bạn có động lực để phấn đấu hướng tới tương lai tốt đẹp của hai người. Đối phương cũng là nguồn năng lượng tích cực để bạn vươn lên, vượt qua mọi trở ngại. Song hôm nay nếu có việc ra ngoài, tuổi Tuất nên đề phòng nạn trộm cướp, móc túi ở ngoài đường. Ngoài ra cũng không nên đầu tư vì rất dễ thất bại do thông tin không chính xác. Tốt nhất nên an phận làm tốt công việc hiện tại của mình. Ngũ hành thổ vượng tác động lên sức khỏe của người tuổi Tuất, bạn cảm thấy cơ thể không được ổn cho lắm. Cũng có thể đây là kết quả công việc bạn lười chăm sóc bản thân mỗi ngày. Đừng xem thường việc luyện tập thể dục vì nó không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn tránh được không ít những nguy cơ bệnh tật. Giờ tốt cho con giáp này là 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Tuất và Dần. 12. Tử vi tuổi Hợi ngày 5 tháng 8 năm 2018, hôm nay là Chủ nhật. Xem tử vi trực tuyến báo hiệu Chủ nhật này sẽ là một ngày không được may mắn của người tuổi Hợi, vì vướng lục xung điền báo cho nhiều mâu thuẫn bất đồng xảy ra cho bản mệnh, không kiểm soát được sự nóng giận của mình, dễ gây gổ với người khác. Ngũ hành tương khắc không tốt cho vận trình tài lộc, tiền bạc trong túi hư hao không ít. Tuổi Hợi khao khát kiếm được nhiều tiền nhưng hành động lại không được thực tế, bản thân lại không đủ mạnh dạn để nắm bắt cơ hội nên bỏ lỡ nhiều vận may. Hôm nay là ngày thích hợp cho những ai theo đuổi con đường cầu danh thi cử, bầu cử, nhưng bất cứ thứ gì bạn cũng có điều phải đánh đổi. Vì ham mê chức vụ mà bỏ bê gia đình thì cũng không tốt, cần cân bằng cả công lẫn tư để sau này không phải hối hận vì những điều mình đã làm. Giờ tốt cho con giáp này là 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ là Dần và Ngọ. Tử vi Chủ nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp: Sửu phân vân, Thìn phóng khoáng, Tý Sửu nhị hợp. Tử vi ngày 12 tháng 8 năm 2018, tử vi Chủ nhật của 12 con giáp:
cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này đang trên đường hướng phát triển vô cùng tốt đẹp, và các cặp vợ chồng đã vượt qua những khúc mắc ban đầu và quay trở về thời kỳ yêu đương nồng nàn. Thông tin chi tiết về xem ngày tốt xấu của ngày 12 tháng 8 năm 2018. Ngày 12 tháng 8 năm 2018, tức ngày 2 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất, giờ hoàng đạo trong ngày, Tân Mão là 5 đến 7 giờ, Giáp Ngọ là 11 giờ đến 13 giờ, Bính Thân là 15 giờ đến 17 giờ, Đinh Dậu là 17 giờ đến 19 giờ. Trực định tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc, tránh kiện tụng tranh chấp chữa bệnh. Tuổi xung trong ngày là Canh Ngọ và Mậu Ngọ. Xuất hành là Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Đông, Hắc Thần hướng Tây Nam. 1. Tử vi cho người tuổi Tý ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Tý Thủy, địa chi là Tý Thủy. Nhận vật là chính quan nhập cục, công danh thăng tiến. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Tý được chính quan soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng không ngăn được bước chân của con giáp này. Ngươi nghĩ tham vọng lớn đòi hỏi tuổi Tý phải có những nỗ lực lớn hơn bình thường gấp nhiều lần. Bạn hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới ngoài kia và mong muốn mình có thể đủ lớn mạnh che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Thủy Vượng báo hiệu làm việc quá sức có thể khiến cho sức khỏe của con giáp này suy nhược. Làm việc liên tục không nghỉ ngơi phải là lựa chọn tốt cho bạn khi muốn nâng cao năng suất và công việc. Tử vi cho tuổi Giáp Tý là mình kim, cần nỗ lực mới có thành công. Về Bính Tý là mình thủy, điềm báo thăng tiến đến gần. Về Mậu Tý là mình hỏa, chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Về Canh Tý là mình thổ, bạn có thể tìm được niềm vui trong công việc. Về Nhâm Tý là mình mộc, có khó khăn thì mới có lối đi. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm của con giáp này và con số may mắn là 3,7. Giờ tốt là 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường là xanh lục và trắng, quý nhân phù trợ là Dậu, Thân, Tị. 2. Tử vi cho người tuổi Sửu ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Sửu Thổ, địa chi là Tý Thủy. Nhận vật nhị hợp, cục mang đến niềm vui. Tử vi nhị hợp, tử vi ngày 12 tháng 8 năm 2018 cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này đang trên chiều hướng phát triển vô cùng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng đã vượt qua những khúc mắc ban đầu mà trở về thời kỳ yêu đương nồng nàn. Các cặp đôi lại đang phân vân khi tiến tới nấc thang mới trong mối quan hệ. Mặc dù vậy, đừng quá lo lắng, bởi suy cho cùng ai cũng phải trải qua tình yêu đủ lớn có thể chống đỡ được thế giới này. Người độc thân hãy mở lòng mình để nhận tình yêu, nhưng hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi không có cuộc tình nào toàn là mật ngọt, vẫn sẽ có lúc giận hờn cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu sẽ luôn chiến thắng. Tử vi tuổi Ất Sửu là mình kim, nếu chưa thấy vững tâm hãy dừng lại. Về Đinh Sửu là mình thủy, hãy viết nên câu chuyện của riêng mình. Về Kỷ Sửu là mình hỏa, chúng ta ai cũng phải trải qua tổn thương. Về Tân Sửu là mình thổ, đừng để yêu thương vụt mất. Về Quý Sửu là mình mộc, trái tim yêu sẽ vô cùng mạnh mẽ. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Sửu và con số may mắn là 1,8. Giờ tốt là 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường là vàng và nâu, quý nhân phù trợ là Tuất, Mão, Hợi. 3. Là tử vi cho người tuổi Dần ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Dần Mộc, địa chi là Tý Thủy. Nhận vật ngũ hành tương sinh, tình duyên vượng sắc. Người tuổi Dần hôm nay tình duyên như ý, khi thủy được mộc dưỡng giúp con giáp này tinh thần hứng khởi, tâm trạng vui vẻ, dễ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Xem tử vi phương Đông, người độc thân được nhiều người giới thiệu cho đối tượng xứng đôi vừa lứa, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần để đón tình yêu đi thôi, đừng quá bỡ ngỡ nếu bỗng nhiên thấy tình yêu ập tới. Con giáp này nếu có đôi thì cũng sẽ cảm nhận được tình yêu đong đầy qua năm tháng, những sóng gió mà cả hai đã trải qua trở thành nền móng vững chắc để tình yêu đơm hoa kết trái, viết tiếp câu chuyện tình yêu lãng mạn vì mình. Tử vi cho tuổi Giáp Dần là mình thủy, điềm báo nhân duyên tới. Về Bính Dần là mình hỏa, ai cũng xứng đáng có được tình yêu. Về Mậu Dần là mình thổ,
tình yêu không phân biệt tuổi tác. Về Canh Dần là những rung động đến con tim, từ con tim sẽ chạm đến con tim. Về Nhâm Dần là mình tim, đừng ngại nói lời yêu. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Dần và con số may mắn là 3,8. Giờ tốt là 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là đen và vàng, quý nhân phù trợ là Mùi, Tuất, Hợi. 4. Tử vi cho người tuổi Mão. Ngày 12 tháng 8 năm 2018, can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Mão Mộc, địa chi là Tý Thủy. Nhận vật: Tý Mão tương hình không như mong muốn. Tý Mão tương hình, điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Mão có thể vì sự bốc đồng của mình mà khiến cho nhiều mối quan hệ xã giao đang tốt đẹp bỗng tan tành. Bạn có thể hiểu được tại sao mình có thể hành xử thiếu suy nghĩ đến vậy. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tuổi Mão. Công việc của bạn sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng do những hành động của bạn ngày hôm nay. Một phút bốc đồng gây ra hậu quả quá nặng nề. Tuy nhiên, cũng may là người ấy luôn ở bên cạnh động viên con giáp này không được gục ngã. Bạn dần hiểu ra chân tình quan trọng đến thế nào. Chúng ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu mình trong cuộc đời này. Tử vi về tuổi Ất Mão là mình thủy. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ có người yêu thương mình. Về Đinh Mão là mình hỏa, hạnh phúc ở trên mỗi chặng đường ta đi. Về Kỷ Mão là mình thổ, bình tĩnh hãy sáng suốt, đi đôi với nhau. Về Tân Mão là mình mộc, những điều bạn nghĩ chưa chắc đã đúng. Về Quý Mão là mình kim, hãy nhận thêm lời khuyên từ người có kinh nghiệm. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Mão và con số may mắn là 3,6. Giờ tốt là 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường là đen xanh dương, quý nhân phù trợ là Tuất, Hợi, Mùi. 5. Tử vi cho người tuổi Thìn, ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Thìn Thổ, địa chi là Tý Thủy. Nhận vật là thực thần giúp sức, tài lộc dồi dào. Xem tử vi ngày 12 tháng 8 năm 2018, tam hợp cục che chở nên đường tình duyên của cọ tuổi Thìn tươi sáng rực rỡ. Bản mệnh tìm thấy người yêu thương mình thực sự nên mọi điều khác đều có thể tha thứ bởi tình duyên có sức mạnh lớn lao vô cùng. Theo tử vi chủ nhật, 12 con giáp thực thần cũng giúp cho con giáp này thoải mái tinh thần hơn rất nhiều vì không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc nữa. Bản mệnh làm ăn kinh doanh thuận lợi, vận trình khởi sắc không ngừng, lợi nhuận thu về thắng tiếng. Tuổi Thìn có được ngày chủ nhật với nhiều hạnh phúc lớn lao, tình yêu và tài lộc cùng nhau bước tiến. Con giáp này cảm nhận được cuộc sống những cảm xúc hỗn độn khi niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tử vi về tuổi Giáp Thìn là mình hỏa, tài lộc đến hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội. Về Bính Thìn là mình thổ, mâu thuẫn có khả năng được hóa giải. Mộc Thìn là mình mộc, tình yêu đến từ những nơi bé nhỏ. Về Canh Thìn là mình kim, tiền bạc không mua được hạnh phúc. Về Nhâm Thìn là mình thủy, sẽ có lúc bạn biết ơn người luôn ở bên cạnh mình. Tử vi sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm của người tuổi Thìn, con số may mắn là 4,8. Giờ tốt là 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường là vàng, nâu, quý nhân phù trợ là Tuất, Dậu, Thân. 6. Tử vi cho người tuổi Tỵ, ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Tỵ, Hỏa, địa chi là Tý Thủy. Nhận vật là thủy hỏa tương xung, khó tránh xung khắc. Tỷ kiên chiếu mệnh, tuổi Tỵ có thể gặp rắc rối khi mà chính bản thân bạn không hiểu mình muốn gì. Bạn không kiểm soát được những cảm xúc của mình để cho bản thân làm những chuyện khiến cho người ấy tổn thương. Thủy mộc xung khắc, hãy chia sẻ và tâm sự với người ấy nhiều hơn nữa. Bạn không thể nào tìm được sự hòa hợp nếu không chịu mở cửa lòng để cho người ấy có cơ hội hiểu và thông cảm cho mình. Người độc thân chưa cảm thấy thực sự an tâm và sẵn lòng để bước vào một mối quan hệ mới. Nhiều vấn đề gây trở ngại khiến cho bản mệnh thấy hoang mang vì bản thân chưa đủ. Tình cảm dễ chịu đựng những sóng gió có thể xảy ra. Tử vi về tuổi Ất Tỵ là mình hỏa, đừng để lòng tốt trở thành con dao sắc bén. Về Đinh Tỵ là mình thổ, điểm báo xung khắc, vợ chồng lục đục. Kỷ Tỵ là mình mộc, tình duyên chưa đến, hãy chờ đợi. Về Tân Tỵ là mình kim, đôi khi yêu thương không phải là tất cả.
Về quý tỵ là mình thủy, chúng ta ai ai cũng có thể mắc sai lầm. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm của người tuổi tỵ, con số may mắn là 2,7, giờ tốt là 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là đỏ và cam. Quý nhân phù trợ là Dậu, Sửu, Thân, 7. Tử vi cho người tuổi Ngọ ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Ngọ Hỏa, địa chi là Tý Thủy, nhận vật kiếp tài lắm họa, tiền bạc hư hao. Xem tử vi ngày, người tuổi Ngọ gặp phải cục diện Ngọ Sửu tương xung, điểm hung hạn rất lớn. Chuyện tình cảm rối ren, bản mệnh không xác định được tình cảm thực sự mình dành cho đối phương là gì nên càng khó để phân xử. Trên tình bạn nhưng chưa chạm ngưỡng tình yêu, giữa hai người không có quá nhiều điểm chung, cũng không có gì ràng buộc với nhau, dù nối tiếc nhưng vì tình cảm chưa đủ lớn, có thể mong manh tựa khói sương. Kiếp tài cảnh cáo nguy cơ mất tiền đối với con giáp này, tuổi Ngọ cần phải chú ý đến đồ đạc tư trang của mình, chứ không phải lơ đễnh để tiền bạc trôi đi như dòng nước mà chẳng hề hay biết gì. Tử vi về tuổi Giáp Ngọ là mình kim, hãy tiêu xài trong kế hoạch. Về Bính Ngọ là mình tiền đến rồi đi trong trước mắt. Về Mậu Ngọ là mình hỏa, mâu thuẫn từ những chuyện không đáng nói. Về Canh Ngọ là mình thổ, ai cũng có thể kiểm soát được bản thân. Về Nhâm Ngọ là mình mộc, những sai lầm khiến bạn phải trả giá rất đắt. Tử vi sự nghiệp về tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Ngọ và con số may mắn là 5,9. Giờ tốt là 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường là cam và hồng, quý nhân phù trợ là Tuất, Mão và Dần. 8. Tử vi cho người tuổi Mùi ngày 12 tháng 8 năm 2018, can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Mùi Thổ, địa chi là Tý Thủy, nhận vật là cục diện tương hại, khiến vận trình sa sút. Nối tiếp tử vi ngày 11 tháng 8 năm 2018, Mùi Tý tương hại, cục diện này khiến cho người tuổi Mùi gặp phải nhiều chuyện không như ý, bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với kẻ tiểu nhân tung ra những lời đồn đại thị phi, khiến cho tình cảm giữa bạn và người ấy phải trải qua sóng gió. Mối quan hệ với người thân của con giáp này cũng dễ lâm vào khủng hoảng khi những hiểu lầm liên tiếp xảy ra. Đôi bên không hiểu ý nhau mà trách móc, giận hờn, khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Hôm nay là ngày chủ nhật, hãy dành thêm nhiều thời gian cho những người thân yêu của mình. Khi thời gian qua đi, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn. Lúc ấy bạn sẽ thấu hiểu về cảm giác cô độc của mình. Tử vi về tuổi Ất Mùi là mình kim, khủng hoảng ập đến không báo trước. Về Đinh Mùi là mình thủy, dù rất muốn nhưng lực bất tòng tâm. Về Kỷ Mùi là mình hỏa, tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua tất cả. Về Tân Mùi là mình thổ, lục đục gia đình khiến tâm tình bất ổn. Về Quý Mùi là mình mộc, hãy nhường nhịn và bao dung với nhau. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Mùi và con số may mắn là 3,8. Giờ tốt là 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường là nâu và cam. Quý nhân phù trợ là Hợi, Mão, Ngọ. 9. Tử vi cho người tuổi Thân ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Thân Kim, địa chi là Tý Thủy, nhận vật là thiên tài. Thiên tài cho thu nhập phụ tăng thêm. Thân Tý bán hợp, xem tử vi 2018, người tuổi Thân không cần phải lo lắng quá nhiều trong ngày hôm nay. Tình duyên sẽ tới, đừng quá mong đợi và nhân duyên chẳng thể cưỡng cầu. Gặp người có duyên tất thành đôi. Chủ nhật này cát khí lan tràn, đường tình cảm của người tuổi Thân cũng nhờ thế mà vượng sắc. Con giáp này hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng để cho yêu đương trở nên phai màu và nhạt sắc. Thiên tài chiếu mệnh về tài lộc, về nhà tuổi Thân đừng nghĩ rằng chỉ công việc chính mới đem lại thu nhập, có khi nghề tay trái còn mang về thu nhập lớn hơn so với những tưởng tượng của bạn đó. Tử vi của tuổi Giáp Thân là mình thủy, tình duyên sắc thắm, người có duyên sẽ về bên nhau. Tử vi về tuổi Bính Thân là mình hỏa, đôi khi bạn sẽ ngạc nhiên với khả năng của mình. Về Mậu Thân là mình thổ, hãy tạo nên niềm vui cho người mình yêu. Về Canh Thân là mình mộc, bạn biết mình sẽ cố gắng để có được gì. Về Nhâm Thân là mình kim, nỗ lực sẽ mang tới thành công. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm của người tuổi Thân
và con số may mắn là 2,6, giờ tốt là 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường là trắng và vàng, quý nhân phù trợ là Tí, Thìn và Dậu. 10. Tử vi cho người tuổi Dậu ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mậu chủ là Dậu Kim, địa chi là Tý Thủy, nhận vật là tài lộc ổn định, thu nhập vững vàng. Chính tài nhập cục, người tuổi Dậu không cần phải suy tính cân nhắc quá nhiều trong chuyện chi tiêu bởi tiền bạc rủng rỉnh trong tay, có thể mua sắm thoải mái những gì mà mình thích. Tý Dậu tương phá, lịch vạn niên cảm thấy con giáp này thận trọng với những việc mình đang làm, cẩn thận có kẻ ném đá dấu tay, cố tình phá hoại công sức và bản mệnh bỏ ra suốt trong thời gian qua. Tân hại người không thể có, nhưng tâm phòng người chớ nên thiếu. Bạn tốt của người chưa chắc người đã tốt với mình, đừng để những kẻ xấu xa lợi dụng tình cảm, lòng tin của mình mà làm điều sai trái. Xem tử vi cho người Ất Dậu là mình thủy, kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Về Đinh Dậu là mình hỏa, đừng vội trao lòng tin cho bất cứ ai. Về Kỷ Dậu là mình thổ, hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể. Về Tân Dậu là mình mộc, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Về Quý Dậu là mình kim, kẻ lừa dối người khác sẽ phải chịu quả báo. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Dậu, con số may mắn là 1,7, giờ tốt là 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường là bạc và vàng, quý nhân phù trợ là Tị, Sửu và Thìn. 11. Tử vi cho người tuổi Tuất ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Tuất Thổ, địa chi là Tý Thủy, nhận vật là việc kinh doanh phát đạt thuận lợi. Thực thần chiếu mệnh, lịch vạn niên năm 2018 cho thấy được tuổi Tuất khá phát không ngừng. Con giáp này tìm được mối làm ăn mới, việc kinh doanh thuận lợi, tiền bạc dồi dào, thuận lợi thăng tiến. Tuy nhiên, tiền bạc khó có thể đem được niềm vui trọn vẹn đến cho con giáp này khi mà chuyện tình cảm không được như ý. Thủy thổ xung khắc, đôi bên thiếu sự thông cảm đối với nhau nên dễ dàng nảy sinh và hiểu lầm. Ngày nghỉ, gia đình nên dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Cả tuần dài tốn bao nhiêu thời gian cho học hành và công việc, nếu cả cuối tuần cũng không ở bên nhau thì e rằng sẽ giống như người dưng ở trọ với nhau. Tử vi cho tuổi Giáp Tuất là mình hỏa, tình cảm gia đình rạn nứt, khoảng cách này càng lớn. Cho người Bính Tuất là mình thổ, làm ăn phát đạt, kinh doanh thuận lợi. Về Mậu Tuất là mình mộc, nếu có cơ hội hãy nắm lấy trong tay. Về Canh Tuất là mình kim, quan tâm luôn là chìa khóa mở trái tim. Về Nhâm Tuất là mình thủy, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Tuất, con số may mắn là 2,5, giờ tốt là 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường là trắng và nâu, quý nhân phù trợ là Thân, Dần, Ngọ. 12. Tử vi cho người tuổi Hợi ngày 12 tháng 8 năm 2018. Can chi là Bính Tý, thiên can là Bính Hỏa, mệnh chủ là Hợi Thủy, địa chi là Tý Thủy, nhận vật là thiên quan kéo kẻ tiểu nhân quấy phá. Xem tử vi ngày 12 tháng 8 năm 2018, quý nhân tam hội giúp sức, người tuổi Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm khi tìm được mối làm ăn tốt, đối tác làm ăn có thể tin cậy được, các kế hoạch phát triển đúng theo ý của mình. Song khi không phải lo lắng về tiền bạc thì tình cảm lại dễ nảy sinh vấn đề. Kẻ tiểu nhân thiên quan đơn đặt chuyện không đúng với sự thực khiến cho con giáp này chịu nhiều tiếng oan, tiếng xấu với nửa kia của mình. Dù tình cảm đôi bên bền vững và sẽ không tan vỡ vì những lời đồn thổi, nhưng cũng khiến cho tuổi Hợi cảm thấy đau lòng vì bản thân đã không thể nào kiểm soát được mọi thứ, khiến cho người yêu phải liên lụy vì mình. Xem tử vi của tuổi Ất Hợi là mình hỏa, tiền bạc tự ào ào đổ vào nhà. Về Đinh Hợi là mình thổ, họa thị phi ập tới bất ngờ. Về Kỷ Hợi là mình mộc, yêu đương và tin tưởng phải đi đôi với nhau. Tân Hợi là mình kim, sự thật không phải lúc nào cũng lộ ra. Về Quý Hợi là mình thủy, trái tim sẽ mách bảo cho bạn điều mà bạn muốn biết. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Hợi, con số may mắn là 4,7, giờ tốt là 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường là trắng và bạc, quý nhân phù trợ là Tý, Sửu, Mùi.
Tử vi thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp Ngọ, nóng nảy, dậu, hài lòng. Xem tử vi ngày 13 tháng 8 năm 2018, tử vi thứ hai của 12 con giáp người tuổi Ngọ bị cục diện tương hại trở ngại, đường tình duyên cũng vì thế mà trở nên ảm đạm. Bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc của mình và làm cho người ấy bị tổn thương. Về thông tin chi tiết ngày tốt xấu của ngày 13 tháng 8 năm 2018, ngày 13 tháng 8 năm 2018 tức là ngày 3 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất. Giờ hoàng đạo trong ngày là Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, Mậu Thân là 15 đến 17 giờ, Canh Tuất là 19 đến 21 giờ, Tân Hợi là 21 đến 23 giờ. Trực chấp tốt cho khởi sự xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển khai trương. Tuổi xung trong ngày là Tân Mùi và Kỷ Mùi, xuất hành là Hỷ Thần hướng Nam, Tài Thần là hướng Đông, Hắc Thần là về hướng Tây. Một tử vi cho người tuổi Tý ngày 13 tháng 8 năm 2018. Về can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Tý Thủy, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật là Thiên Quan Giáng Họa, tiểu nhân vây hãm. Tý Sửu nhị hợp, cục diện cho con giáp này thấy ngày thứ hai của người tuổi Tý hung cát đan xen, bản mệnh được người ấy thấu hiểu và thông cảm cho những mệt mỏi trong công việc, trong cuộc sống và động viên bạn rất nhiều. Bạn có biết mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà, hạnh phúc thanh hoa không? Tiểu nhân thiên quan khiến cho những công sức bấy lâu nay của người tuổi Tý có thể đổ xuống sông, xuống bể bất cứ lúc nào, chỉ trong một phút lơ đễnh thôi, bản mệnh cũng sẽ phải trả giá khá đắt. Bản mệnh không thể nào tưởng tượng được mình lại gặp phải những chuyện xui xẻo đến thế. Bạn không thể ngờ khi mà mình làm toàn những chuyện tốt thì lại gặp phải những kẻ xấu xa gây chuyện rắc rối. Xem tử vi cho tuổi Giáp Tý là mình Kim, tiểu nhân quấy phá nhiều chuyện rắc rối. Về Bính Tý là mình Thủy, tình yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Về Mậu Tý là mình Hỏa, dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ có người ở bên cạnh mình. Về Canh Tý là mình Thổ, đâu còn có đó đừng lo lắng. Về Nhâm Tý là mình Mộc, công việc gặp phải trục trặc không đúng như ý. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Tý và con số may mắn là 3,7, giờ tốt là 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là xanh, lục và trắng, quý nhân phù trợ là Dậu, Thân và Tỵ. Hai, tử vi cho người của Sửu ngày 13 tháng 8 năm 2018, can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Sửu Thổ, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật là Thực Thần che chở cho làm ăn phát đạt. Thực Thần xuất hiện và mang tới những tin vui về đường tài lộc cho con giáp này. Bản mệnh kinh doanh có duyên, tài lộc thăng tiến, việc làm ăn thuận lợi, tạo điều kiện cho tuổi Sửu làm được những điều mình muốn. Con giáp này hôm nay nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ có lợi hơn là theo nghiệp bút sách. Bản mệnh biết được những thế mạnh của mình và phát huy được thế mạnh đó thì thành công sẽ chẳng còn xa nữa. Thổ khí đương vượng, sức khỏe của người tuổi Sửu có thể vì thế mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Bản mệnh rất mệt mỏi, chán trường, không thiết ăn uống mà có ăn cũng không thấy ngon miệng. Tử vi của tuổi Ất Sửu là mình Kim, thận trọng với những đồ ăn thức uống hàng ngày. Về Đinh Sửu là mình Thủy, tiền bạc dồi dào, kinh doanh thuận lợi. Về Kỷ Sửu là mình Hỏa, hãy chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Về Tân Sửu là mình Thổ, đôi khi bạn sẽ thấy mình may mắn vô cùng. Về Quý Sửu là mình Mộc, chớ để bản thân mình trở nên ốm yếu. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm của người tuổi Sửu, con số may mắn là 2,9, giờ tốt là 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường là vàng và nâu, quý nhân phù trợ là Tuất, Mão và Hợi. Ba, tử vi cho người tuổi Dần ngày 13 tháng 8 năm 2018. Can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Dần Mộc, địa chi là Sửu Thổ, nhận vận Mộc Thổ xung khắc, tình duyên trục trặc. Chính ấn trao cho tuổi Dần cơ hội phát triển nhanh hơn trên con đường sự nghiệp. Con giáp này yêu công việc và cống hiến hết mình cho công việc mình đã chọn, những mong được đền đáp xứng đáng. Mộc Thổ bất dung, dù công việc xôn xẻ nhưng chuyện tình cảm của tuổi Dần lại chẳng được thuận lợi như vậy. Theo tử vi thứ hai của 12 con giáp thì bản mệnh đang cảm thấy những nỗi bất an về ham, thiếu thời gian quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho nhau. Tuổi Dần sợ rằng
hai người sẽ càng ngày càng xa nhau, càng cố gắng để bù đắp cho người mình yêu, thì bạn lại càng khiến cho người ấy cảm thấy thắc mắc và hiểu lầm càng ngày càng lớn. Tử vi cho tuổi Giáp Dần là mình thủy, tình cảm xuất hiện những vết nứt. Về Bính Dần là mình hỏa, khi tình yêu không còn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về Mậu Dần là mình thổ, công việc suôn sẻ, hãy mạnh dạn phát huy. Về Canh Dần là mình mộc, năng lực làm việc sẽ giúp bạn tiến xa. Về Nhâm Dần là mình kim, những vấn đề lớn đến mấy cũng không làm khó được bạn. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Dần và con số may mắn là 4,6. Giờ tốt là 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường là đen và vàng, quý nhân phù trợ là Mùi, Tuất, Hợi. 4. Tử vi cho người tuổi Mão ngày 13 tháng 8 năm 2018. Can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Mão Mộc, địa chi là Sửu Thổ. Nhận vật, thiên ấn nhanh chóng giải quyết những vấn đề. Xem tử vi ngày 13 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Người tuổi Mão được thiên ấn chỉ lối, soi đường nên những khó khăn gặp phải trong những công việc hôm nay không thể khiến cho con giáp này gục ngã. Bản mệnh khéo léo vận dụng những năng lực trước đó chưa từng dùng đến của mình để xoay chuyển tình thế. Dù bạn cũng rất căng thẳng, như những thành công đã khiến bạn vững tâm hơn rất nhiều. Mộc thổ tương xung là dấu hiệu cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Mão không được bình yên như bên ngoài mọi người thường thấy. Đôi bên cảm thấy chán nản với cuộc sống chung và không còn muốn cố vì ai nữa. Tử vi cho tuổi Ất Mão là mình thủy, duyên phận không dành, bỏ thì thương mà vương thì tội. Tử vi về tuổi Đinh Mão là mình hỏa, không phải ai cũng may mắn có được tình yêu. Về Kỷ Mão là mình thổ, những thế mạnh trong quá khứ có thể áp dụng trong tương lai. Về Tân Mão là mình mộc, công việc trong ngày đang rất tốt đẹp. Về Quý Mão là mình kim, điểm báo thăng tiến đến rất gần. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Mão và con số may mắn là 1,7. Giờ tốt là 9 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là đen, xanh và dương. Quý nhân phù trợ là Tuất, Mùi, Hợi. 5. Tử vi cho người tuổi Thìn ngày 13 tháng 8 năm 2018. Can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Thìn Thổ, địa chi là Sửu Thổ. Nhận vật là Thìn Sửu tương phá, vận trình sa sút. Người tuổi Thìn hôm nay gặp phải cục diện Sửu Thìn tương phá nên công việc dễ vì thế mà không được suôn sẻ như ý. Kẻ tiểu nhân đang ghen ghét những gì bạn có được nên tìm cơ hội để phá hoa. Hôm nay bản mệnh bị thương quan che mắt, lơ là với công việc của mình và có thể sẽ mắc phải những sai lầm không đáng có. Bình thường thì chẳng vấn đề gì lớn, nhưng bản mệnh bị kẻ tiểu nhân để mắt nên chuyện bé thành ra chuyện lớn. Bản mệnh sẽ phải giải trình về những sai sót của mình. Đồng thời, nếu tuổi Thìn không tìm được cách xử lý vấn đề kịp thời thì rất có thể bạn sẽ để cho người khác lấy mất cơ hội thăng tiến của mình đó. Tử vi cho tuổi Giáp Thìn là mình hỏa, kẻ tiểu nhân đang tìm mưu hãm hại. Về Bính Thìn là mình thổ, đừng vội đặt lòng tin vào người mình mới quen. Về Mậu Thìn là mình mộc, bạn có thể sẽ bị đâm sau lưng với kẻ không thù oán. Về Canh Thìn là mình kim, công việc xuất hiện nhiều trở ngại. Về Nhâm Thìn là mình thủy, chuyện không phải lúc nào cũng như bạn nghĩ. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Thìn và con số may mắn là 2,6. Giờ tốt là 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường là vàng và nâu. Quý nhân phù trợ là Tuất, Dậu, Thân. 6. Tử vi cho người tuổi Tỵ ngày 13 tháng 8 năm 2018, can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Tỵ Hỏa, địa chi là Sửu Thổ. Nhận vật là Kiếp Tài Giáng Họa, tài lộc tiêu tán. Lịch vạn niên cho thấy tam hợp cục đang che chở cho đường tình duyên của con giáp này. Bản mệnh có thể sẽ thấy thất vọng với nửa kia của mình, nhưng khi nhìn sâu vào bên trong bạn sẽ thấy được tình yêu lớn lao mà người ấy dành cho mình. Chúng ta thường đưa ra quyết định quá vội vàng, tin vào những gì mình nhìn thấy, nghe thấy mà quên mất rằng trái tim thường đưa ra những nhận định vô cùng chính xác mà chẳng cần phải nhìn thấy hay nghe thấy điều gì. Kiếp Tài cũng cảnh báo tuổi Tỵ về những nguy cơ tài lộc tiêu tan khi con giáp này không đủ tỉnh táo trong cách
phán đoán của mình, thời cơ kiếm tiền có thể bị bạn bỏ qua, thay vào đó là những quyết định đầu tư sai lầm khiến tài lộc tổn hao. Tử vi cho tuổi Ất Tỵ là mình hỏa, tình cảm giữa hai người càng ngày càng thắm thiết. Tử vi cho tuổi Đinh Tỵ là mình thổ, hạnh phúc sẽ đến với bạn ngày hôm nay. Tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ là mình mộc, tài lộc tiêu tan, cẩn thận túi tiền. Về Tân Tỵ là mình kim, tiêu xài có độ, nếu không bạn sẽ lâm vào cảnh nợ nần. Về Quý Tỵ là mình thủy, nên có kế hoạch về tài chính rõ ràng. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Tỵ và con số may mắn là 3,9, giờ tốt là 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là đỏ và cam, quý nhân phù trợ là Dậu, Sửu và Thân. 7. Tử vi cho người tuổi Ngọ ngày 13 tháng 8 năm 2018, can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Ngọ Hỏa, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật là Tỷ Kiên chiếu mệnh, quyết đoán dứt khoát. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Ngọ bị cục diện tương hại cản trở, đường tình duyên cũng vì thế mà trở nên ảm đạm, bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc của mình mà làm cho người ấy bị tổn thương. Chuyện không đáng phải nổi nóng thì con giáp này lại để cho nộ khí xung thiên, dù người ấy không có lỗi nhưng cũng phải chịu trận chung. Bạn cần phải tự kiểm điểm bản thân và tìm cách để hàn gắn lại vết nứt trong mối quan hệ hai người đi thôi. Tỷ Kiên cho thấy tuổi Ngọ đang rất quyết đoán trong công việc, không ai có thể thay bạn quyết định bất cứ điều gì, bạn chỉ tin vào bản thân mình mà thôi. Hôm nay điều đó có thể tốt nhưng chưa chắc về lâu dài đã là tốt. Tử vi cho tuổi Giáp Ngọ là mình kim, hãy tin và lựa chọn cho mình. Về Bính Ngọ là mình thủy, mâu thuẫn phát sinh, đôi bên tranh cãi. Về Mậu Ngọ là mình hỏa, quyết định hoàn toàn nằm trong tay bạn. Về Canh Ngọ là mình thổ, công việc mang về cho bạn nhiều niềm vui. Về Nhâm Ngọ là mình mộc, đôi khi hiểu lầm sẽ trở thành thực sự. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Ngọ và con số may mắn là 4,8. Giờ tốt là 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường là cam và hồng, quý nhân phù trợ là Tuất, Mão và Dần. 8. Tử vi cho người tuổi Mùi ngày 13 tháng 8 năm 2018. Về can chi là Đinh Mùi, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Mùi Thổ, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật Sửu Mùi tương xung, điểm hung sắp đến Mùi Sửu tương xung. Xem tử vi chọn đời thứ hai này, người tuổi Mùi khó được hạnh phúc trong chuyện tình cảm, vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn liên miên vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, đôi bên không ai chịu nhún nhường mà đều muốn bảo vệ cho cái tôi của cá nhân, nên tình cảm vợ chồng cứ thế trôi theo dòng nước. Khi hai trái tim không còn hướng về nhau, gia đình khó mà có được cảm giác ấm áp của tổ ấm. Trực thần báo hiệu tài lộc về cũng chẳng thể khiến cho người tuổi Mùi vui lên, tiền bạc về nhà ào ào, chuyện kinh doanh phát tài phát lộc, nhưng cũng chẳng thể nào xóa bỏ được nỗi buồn đang in dấu trong tim của con giáp này. Tử vi của tuổi Ất Mùi là mình kim, thay vì tranh cãi hãy lắng nghe. Về Đinh Mùi là mình thủy, cuộc đời có nhiều điều oan trái. Về Kỷ Mùi là hỏa, tiền bạc dồi dào, không có gì lo lắng. Về Tân Mùi là mình thổ, hãy vun đắp tình cảm mỗi ngày. Về Quý Mùi là mình mộc, kinh doanh thuận lợi, tài lộc về đào. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Mùi và con số may mắn là 1,6, giờ tốt là 9 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường là nâu và cam, quý nhân phù trợ là Hợi, Mão, Ngọ. 9. Tử vi cho người tuổi Thân ngày 13 tháng 8 năm 2018, về can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Thân Kim, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật là Chính Tài nhập cục, tài lộc ập tới. Chính tài xuất hiện trong tử vi ngày 13 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Thân báo hiệu rằng hôm nay con giáp này vận trình tài lộc ổn định, bản mệnh thoải mái tiền bạc chi tiêu, bản mệnh nên có kế hoạch về tài chính rõ ràng để chuẩn bị mọi thứ. Tiếp nối tử vi ngày 12 tháng 8 năm 2018, Thổ dưỡng Kim, hôm nay có lẽ là ngày mà tuổi Thân lấy hết may mắn của người khác. Con giáp này được người ấy yêu thương chăm sóc rất nhiều, thế nên chẳng còn có thể xen vào mối quan hệ hai người. Người độc thân sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ và đôi lúc chính bạn cũng không tin vào sự sắp xếp của số mệnh. Tình yêu đến và nâng đỡ cho người tuổi Thân rất nhiều trong cuộc sống. Tử vi về tuổi Giáp Thân là mình thủy, thu nhập ổn định, tiền bạc dư,
Về bính thân là mình hỏa, tình cảm thăng hoa theo năm tháng. Về mậu thân là mình thổ, tình yêu không chỉ đơn giản là quan tâm và chăm sóc. Về canh thân là mình mộc, hãy lo lắng cho tương lai bằng hành động thực tế. Về nhâm thân là mình kim, vận tài lộc thăng tiến. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Thân và con số may mắn là 2,5. Giờ tốt là 9 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường là trắng và vàng, quý nhân phù trợ là Tý, Thìn và Dậu. 10. Tử vi cho người tuổi Dậu ngày 13 tháng 8 năm 2018. Về can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Dậu Kim, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật là Dậu Sửu bán hợp, tình duyên như ý. Xem tử vi ngày 13 tháng 8 năm 2018, người tuổi Dậu hôm nay may mắn vô cùng khi mà quý nhân tam hợp che chở cho đường tình duyên được như ý. Người độc thân có lẽ tìm được người tâm đầu ý hợp cho mình. Các cặp đôi không còn hiểu lầm nhau nữa. Các bạn dành thêm thời gian cho tình yêu của mình, cùng tâm sự chia sẻ những khó khăn mà cả hai đang gặp phải. Có được sự tiếp xúc của tình yêu, dường như mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Thiên tài báo hiệu rằng hôm nay là một ngày khá bận rộn với người tuổi Dậu. Song tiền bạc thu về trong ngày thực sự xứng đáng với công sức của bạn bỏ ra. Con giáp này tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền và không để lỡ. Phương pháp khai vận phong thủy để 6 tháng cuối năm hót bạc. Tử vi về tuổi Ất Dậu là mình thủy, hãy làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được nguồn thu xứng đáng. Về Đinh Dậu là mình hỏa, chuyện tình cảm phát triển đúng theo ý muốn. Về Kỷ Dậu là mình thổ, hãy yêu đi đừng chờ đợi. Về Tân Dậu là mình mộc, nếu có thể hãy nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Về Quý Dậu là mình kim, chúng ta luôn có nhiều lựa chọn để hạnh phúc. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm của người tuổi Dậu, con số may mắn là 3,8. Giờ tốt là 9 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường là bạc và vàng, quý nhân phù trợ là Tị, Sửu và Thìn. 11. Tử vi cho người tuổi Tuất ngày 13 tháng 8 năm 2018. Về can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Tuất Thổ, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật là Thương Quan cảnh báo, công việc rắc rối. Tuất Sửu tương hình, xem tử vi hôm nay người tuổi Tuất có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, bản mệnh có thể sẽ cảm thấy cô đơn vì không có ai ở bên cạnh để chia sẻ khi tâm trạng rối ren, không nơi giải tỏa. Thương quan cho thấy công việc của con giáp này gặp phải nhiều phiền phức lớn, bản mệnh để cho mình thoải mái quá mức và phạm phải nhiều sai lầm. Khi bạn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, không gì có thể thay đổi được, bản mệnh cần phải đầu tư thêm nhiều thời gian và công sức hơn vào công việc của mình. Nếu muốn cho mọi chuyện suôn sẻ và thuận lợi, không ai có thể tự nhiên mà nhận được những điều tốt đẹp cả. Tử vi cho tuổi Giáp Tuất là mình hỏa, tình yêu cũng giống như hơi thở vậy. Về Bính Tuất là mình thổ, đừng để mình phạm phải ra lỡ sai lầm. Về Mậu Tuất là mình mộc, hãy tìm cho mình chỗ dựa về tình cảm. Về Canh Tuất là mình kim, tự sốc lại tinh thần làm việc trước khi quá muộn. Về Nhâm Tuất là mình thủy, đừng để mình thất bại từ khi bắt đầu. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Tuất, con số may mắn là 4,7. Giờ tốt là 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường là trắng và nâu, quý nhân phù trợ là Thân, Dần, Ngọ. 12. Tử vi cho người tuổi Hợi ngày 13 tháng 8 năm 2018. Về can chi là Đinh Sửu, thiên can là Đinh Hỏa, mệnh chủ là Hợi Thủy, địa chi là Sửu Thổ, nhận vật là chính quan trợ lực, thăng quan tiến chức, Sửu Hợi tương hội, cục diện này giúp cho ngày thứ hai của người tuổi Hợi trở nên tươi sáng hơn. Các cặp đôi có một ngày tràn đầy niềm vui cùng với những nỗi nhớ nhung khi mà hai trái tim không thể ở bên nhau. Chính quan nhập cục mang đến tới nhiều cơ hội cho con giáp này thể hiện bản thân trong công việc. Tuổi Hợi được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao cũng như cống hiến trong công việc, bản mệnh có thể được giao thêm trọng trách trong thời gian tới. Điều này có thể khiến cho bạn hứng khởi, nhưng thực sự có rất nhiều chuyện mệt mỏi đi kèm, và nếu tuổi Hợi không chuẩn bị sẵn tinh thần thì sẽ có thể thấy hoang mang. Tử vi tuổi Ất Hợi là mình hỏa, tình cảm càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết. Về Đinh Hợi là mình thổ, hãy có trách nhiệm với việc
Mình làm về kỷ hợi là mình mộc, đã đến lúc bạn có thể thể hiện năng lực của mình. Về tân hợi là mình kim, không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu đâu. Về quý hợi là mình thủy, hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tử vi về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm của người tuổi hợi, con số may mắn là 5,9, giờ tốt là 9 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường là trắng và bạc, quý nhân phù trợ là Tý, Sửu, Thìn. Tử vi tuần mới từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Thìn gặp phiền phức, ngọ xuất hành xa. Xem tử vi tuần mới từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Người tuổi thân hung cát đan xen, có cả tin vui lẫn tin buồn cùng đến. Đường tình duyên không có gì biến đổi, mối quan hệ giữa bạn và người ấy vẫn ở mức độ đó, không nồng nhiệt hơn cũng chẳng hề nguội lạnh. Chi tiết về tử vi tuần mới từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018, tức là từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, biến động như sau. Một là tử vi tuần mới của người tuổi Tý từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Cát vận khắc sinh, sinh khắc, khắc sinh và hung vận. Xem tử vi tuần mới cho người tuổi Tý tuần 33 này, hung nhiều hơn cát, bản mệnh có thể sẽ vì thế mà chịu nhiều chuyện không được như ý, đường tình duyên kém sắc. Con giáp này đang gặp phải những nỗi buồn khó nói, thử thay đổi phong thủy phòng ngủ để hút đào hoa dịp cuối năm. Tâm trạng bất ổn, nhiều chuyện khiến cho người tuổi Tý không thể vui nổi. Bạch hổ hung tinh đe dọa đến nguy của con giáp này, bản mệnh cần phải lưu ý tập trung khi tham gia giao thông để tránh những tai họa bất ngờ. Công việc trong tuần nhiều khó khăn đè nặng áp lực dồn hết lên vai của con giáp này. Bản mệnh để mình bị thương quan làm cho sao nhãng, sai lầm nối tiếp sai lầm, dù không muốn nhưng tuổi Tý bắt buộc phải phá vỡ những quy định đã đề ra từ trước đó. Vận trình tài lộc có lẽ là điểm sáng nhất của tuổi Tý trong tuần này. Chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh có nhiều nguồn thu nhập tài lộc, cũng nhờ thế mà dồi dào hơn, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tử vi về tuổi Giáp Tý là mình kim, cuối tuần đề phòng họa phá tài. Về Bính Tý là mình thủy, tiểu nhân vu oan giáo họa, công việc trì trệ. Về Mậu Tý là mình hỏa, thứ sáu, việc kinh doanh phát đạt và tài lộc ào ào về. Về Canh Tý là mình thổ, tình cảm trục trặc ngay từ đầu tuần. Về Nhâm Tý là mình mộc, cần chấn chỉnh lại tinh thần làm việc. Hai là tử vi cho người tuổi Sửu từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018. Theo dõi tử vi hàng tuần, người tuổi Sửu dễ gặp phải những xui xẻo khi mà hung vận quá lớn, cát khí không đủ để che chở cho con giáp này. Công việc được chính quan trợ lực, cơ hội để thăng quan tiến chức tiến rất gần. Thêm nữa, tử vi cát tinh cũng mang tới quý nhân cho tuổi Sửu tìm ra những hướng đi mới cho mình để có thể phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực hơn. Con giáp này cần phải nắm bắt từng cơ hội đến với mình, đừng để lỡ những thời cơ quý báu ấy. Theo dõi thêm tử vi hàng ngày để biết thêm chi tiết nhé. Tài vận bất ổn, có tiền vào nhưng tiền ra cũng không ít. Con giáp này được thực thần che chở cho tài lộc và làm ăn, nhưng nếu không biết kiểm soát bản thân, mua sắm chi tiêu quá đà thì tiền hết lúc nào không biết. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu không được suôn sẻ thuận lợi, con giáp này khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Dù các tiêu chuẩn không có nhiều nhưng tuổi Sửu rất kiên quyết những điều mình nghĩ, để lỡ cơ hội đón nhận tình yêu. Tử vi về tuổi Sửu là mình kim, tình yêu nằm trong tầm tay nhưng bạn có thể không nhìn thấy. Về Đinh Sửu là mình thủy, thứ hai đầu tuần chính là thời điểm kiếm tiền tốt nhất. Về Kỷ Sửu là mình hỏa, công việc đang trên đà thăng tiến. Về Tân Sửu là mình thổ, cần đề phòng họa thị phi vào chủ nhật. Về Quý Sửu là mình mộc, càng về cuối tuần công việc càng suôn sẻ. Ba là tử vi tuần mới của người tuổi Dần
từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018, tử vi phương Đông cho thấy trong tuần 33 này, người tuổi Dần hung cát đan xen, vận trình thăng trầm bất định, công việc vừa có dấu hiệu khởi sắc thì lại phải trở ngại, tiểu nhân thiên quan ngáng trở, khiến cho con giáp này điêu đứng mới có thể giữ được những gì mình có. Đường tình duyên kém sắc, đào hoa ảm đạm, người độc thân dù được nhiều người giới thiệu cho đối tượng tương xứng với mình nhưng tình cảm khó bề phát triển lên được thành tình yêu, chỉ ở mức trên tình bạn mà thôi. Tài vận thăng tiến, thăng trầm trao cho tuổi Dần những cơ hội làm ăn tốt, cũng kiếm được đối tác làm ăn hợp ý nên bên hợp tác cũng có lợi. Tài lộc nhờ thế mà rủng rỉnh, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần so với mức bình thường. Tuy nhiên, hung tinh đại hao vẫn đang rình rập, tuổi Dần cần lưu ý nhiều hơn trong chuyện chi tiêu hàng ngày, đặc biệt chớ nên dễ dàng cho người khác vay mượn tiền của mình, kẻo tiền ra khỏi túi là một khi không trở lại. Tử vi cho tuổi Giáp Dần là mình thủy, cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi chứ không phải để làm việc. Về Bính Dần là mình hỏa, bạn đang có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Về Mậu Dần là mình thổ, kế hoạch cầu tài nên tiến hành vào cuối tuần. Về Canh Dần là mình mộc, thứ bảy, chuyện kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi. Về Nhâm Dần là mình kim, tình duyên chưa tới cần nhẫn nại. 4. Tử vi tuần mới của người tuổi Mão từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018, tử vi tuần mới, tài lộc của người tuổi Mão trong tháng này vô cùng khởi sắc, càng về cuối tuần thì vận trình càng dễ bề thăng tiến, con giáp này đạt được nhiều thành công như dự kiến, song vẫn phải đề phòng họa phá tài do hung tinh tiểu hao mang đến. Đường tình duyên kém sắc, mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang chững lại và không tìm được cơ hội để tiếp tục phát triển. Đôi bên thiếu sự thông cảm và thấu hiểu với nhau, dễ hiểu lắm vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Người độc thân mải mê với nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống và thực sự chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho mối quan hệ mới bắt đầu. Bản mệnh chấp nhận tiếp tục sống độc thân và tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Trong công việc trong tuần 33 này là chuỗi hung cát đan xen, tuổi Mão vừa xây dựng được lòng tin với cấp trên thì đã có thể mắc phải sai lầm. Thiên quan cảnh báo có kẻ tiểu nhân đang bày mưu để hãm hại tuổi Mão đó. Tử vi về tuổi Ất Mão là mình thủy, đừng tin người thái quá, kẻo bị hại chẳng hay. Về Đinh Mão là mình hỏa, chuyện kinh doanh càng về cuối tuần càng phát đạt. Về Kỷ Mão là mình thổ, khi cảm thấy căng thẳng hãy nghỉ ngơi thay vì cố gắng quá sức. Tử vi về tuổi Tân Mão là mình mộc, hãy bao dung và thấu hiểu cho người mình yêu. Về Quý Mão là mình kim, đừng làm gì chưa thực sự sẵn sàng. 5. Tử vi tuần mới cho người tuổi Thìn từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018. Lịch vạn niên năm 2018 tiết lộ rằng tuần 33 của người tuổi Thìn bao trùm bởi những đám mây đen hung vận, nhất là đường tài lộc của con giáp này đang đen đủi mà kiếp tài ngáng trở. Bản mệnh dù có kiếm được nhiều tiền chẳng giữ nổi trong tay. Trong tuần có ngũ quỷ hung tinh, công việc của bản mệnh dễ gặp phải những rắc rối phiền phức ngoài ý muốn. Con giáp này để cho kẻ tiểu nhân kiểm soát bản thân mà không đưa ra những ý kiến của riêng mình, thiếu quyết đoán với công việc của mình. Dù thiên ấn cho thấy bản mệnh không hề kém cỏi, có nhiều tài lẻ và hoàn toàn có thể dựa vào chính năng lực của mình để giành lấy những gì mình muốn, nhưng thiếu tự tin và bản thân chính là lý do mà tuổi Thìn để mình đánh mất tương lai và phát triển phía trước. Đường tình duyên không được như ý, tuổi Thìn để cái tôi trên đầu quá cao nên không đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương đang muốn nói gì với mình. Mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc hơn vì đôi bên thiếu sự quan tâm và chia sẻ với nhau. Tử vi cho tuổi Giáp Thìn là mình hỏa, yêu thương có thể mất đi khi ai cũng chỉ nghĩ cho mình. Về Bính Thìn là mình thổ, tiền bạc không có nhiều, cần cân nhắc chỉ để chi tiêu. Về Mậu Thìn là mình mộc, đôi khi chính bạn sẽ là người anh hùng của bản thân mình. Về Canh Thìn là mình kim, cơ hội luôn luôn ở trước mắt, chỉ là bạn có nắm giữ được hay không. Về Nhâm Thìn là mình thủy, tình yêu có thể rất mong manh, có thể rất bền vững.
6. Tử vi tuần mới cho người tuổi Tỵ. Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018, người tuổi Tỵ trong tuần này đào hoa nở rộ, tình duyên khởi sắc, các cặp đôi vượt qua những trở ngại giữa hai người để đến với nhau. Dù bản mệnh đôi khi cũng thấy chán nản vì mọi chuyện xảy ra không như ý, tình yêu quá lớn khiến bản mệnh lại thêm quyết tâm. Người độc thân dễ tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, nhất là nữ mệnh, vì được quý nhân thái âm trao cho nhiều cơ hội gặp gỡ. Với những người đàn ông tốt, bản mệnh đừng để mình sợ hãi trước những điều chưa xảy ra mà để lỡ tình duyên. Đầu tuần, tài lộc sai sút, bản mệnh có thể tiêu hết số tiền trong tay trong chớp mắt. Kiếp tài cho thấy tuổi Tỵ chưa thực sự biết được cách quản lý tài chính mà để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cũng may cuối tuần vận trình khởi sắc hơn, bản mệnh không đến nỗi túng thiếu. Tiếp nối tử vi tuần trước, ấn quan kết hợp về cơ bản thì vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh trong tuần 33 khá tốt, có nhiều cơ hội để giành được thành công trên con đường phía trước. Chỉ cần bạn quyết tâm theo những mục tiêu mình đã định. Tử vi về tuổi Ất Tỵ là mình hỏa, có quyết tâm không thì có thể ngăn cản được bạn. Về Đinh Tỵ là mình thổ, nên tập trung kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Về Kỷ Tỵ là mình mộc, đề phòng có người lừa gạt vào ngày thứ hai. Về Tân Tỵ là mình kim, hãy cố gắng phát huy khả năng của mình trong công việc. Về Quý Tỵ là mình thủy, những đau khổ rồi cũng sẽ qua cả thôi. 7. Là tử vi tuần mới cho người tuổi Ngọ, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018. Theo tử vi 2018 tuần này, người tuổi Ngọ vận trình khởi sắc, cát khí lan tràn, bản mệnh dễ dàng có được những điều mình muốn. Công việc tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt, chính ấn tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình. Trong tuần tới, trong tuần tuổi Ngọ có thể phải xuất hành xa do yêu cầu của công việc. Dịch mã cho thấy bản mệnh càng đi xa thì càng có lợi, có nhiều khả năng để thăng tiến. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh bỏ nhiều công sức thì thu về nhiều thành quả. Đường tình duyên vượng sắc, các cặp đôi càng ngày càng gắn bó thắm thiết với nhau. Nhiều chuyện xảy ra nhưng không khiến cho tuổi Ngọ nản chí, vì tình yêu tới sức mạnh giúp con giáp này chinh phục mọi khó khăn. Vận trình tài lộc không có nhiều biến động, cơ hội kiếm tiền chủ yếu sẽ xuất hiện vào thời điểm cuối tuần. Thiên tài cho thấy bản mệnh có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập có phần dễ thở hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Ngọ là mình kim, những việc liên quan đến cầu tài tiến hành cuối tuần vào là tốt nhất. Tử vi tuổi Bính Ngọ là mình thủy, cuối tuần đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại. Về Mộc Ngọ là mình hỏa, đừng rảnh rang quá mức mà đi buôn chuyện thị phi. Về Canh Ngọ là mình thổ, đầu tuần bạn cần phải đưa ra lựa chọn. Về Nhâm Ngọ là mình mộc, công việc đang trên đà phát triển tốt. 8. Tử vi tuần mới của người tuổi Mùi, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018. Người tuổi Mùi trong tuần này có Thái Dương cát tinh trợ mệnh, nhờ thế mà đường công danh sự nghiệp hanh thông. Bản mệnh giành được sự tin tưởng, tín nhiệm từ phía cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, kẻ tiểu nhân thiên quan có thể bày mưu tính kế và cướp đoạt vị trí của bạn bất cứ lúc nào. Cần thận trọng hơn các mối quan hệ, không để lòng tin đặt sai chỗ, gây ra những thiệt hại không bút nào tả xiết. Đầu tuần đón tài lộc về, nhưng tuổi Mùi có thể sẽ gặp phải vấn đề ngay sau đó khi mà kiếp tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp này và khiến cho bản mệnh thiếu kiểm soát với ham muốn mua sắm chi tiêu của mình. Đường tình duyên gặp phải nhiều trắc trở, tuổi Mùi muốn có được hạnh phúc như những người xung quanh mình, nhưng cảm thấy mọi chuyện vẫn còn quá xa xôi. Cảm giác tuyệt vọng khiến bạn chán nản và cô đơn hơn bao giờ hết. Tử vi về tuổi Ất Mùi là mình kim, tiền cầm chưa nóng tay đã tiêu tan hết. Về Đinh Mùi là mình thủy, công việc càng về cuối tuần càng suôn sẻ. Về Kỷ Mùi là mình hỏa, chủ nhật dễ có kẻ đơm đặt chuyện đồn đại thị phi. Về Tân Mùi là mình thổ, tình yêu chưa tới, cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Về Quý Mùi là mình mộc, đầu tuần tức là lúc có lộc làm ăn. 9. Tử vi tuần mới cho người tuổi Thân,
xem tử vi tuần mới từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Người tuổi Thân hung cát đan xen, có cả tin lẫn buồn, có cả tin vui lẫn tin buồn cùng đến. Đường tình duyên không có nhiều biến chuyển, mối quan hệ giữa bạn và người ấy vẫn ở mức đó, không nồng nhiệt hơn và chẳng hề nguội lạnh. Bạn có biết rạng sáng ngày 13 tháng 8, Việt Nam sẽ đón mưa sao băng lớn nhất năm, nhân cơ hội hâm nóng tình yêu, hâm nóng tình cảm đi nhé. Trong tuần, công việc kém suôn sẻ, thương quan cho thấy bản mệnh đang để cảm xúc đi quá xa, khiến cho mình phạm phải nhiều sai lầm, những quy định đặt ra phá vỡ, bản mệnh có thể phải chịu khiển trách vì thế. Lại thêm thái tuế hung tinh báo hiệu những nguy hiểm có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Với người tuổi Thân trong tuần 33 này, bản mệnh cần thận trọng trong những chuyến xuất hành xa, đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông. Đầu tuần tài lộc khá ổn định, khi chính tài mở ra những bước đường mới trong vận trình của tuổi Thân, bản mệnh tích lũy được tiền bạc nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, vận trình càng sa sút, bản mệnh có thể mắc sai lầm trong cách quản lý tài chính của mình. Tử vi của tuổi Giáp Thân là mệnh thủy, tình cảm êm đềm như nước chảy mới là thứ hai ai cũng mong chờ. Về Bính Thân là mệnh hỏa, đừng mong sóng gió, bạn sẽ phải hối tiếc. Về Mậu Thân là mệnh thổ, đầu tuần là thời điểm tốt để cầu tài. Về Canh Thân là mệnh mộc, thứ sáu đề phòng họa phá tài. Về Nhâm Thân là mình kim, bạn cần tập trung hơn trong công việc của mình. 10. Tử vi tuần mới cho người tuổi Dậu từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Dậu tuần này đào hoa nở rộ, tình duyên vượng sắc, dễ tìm được người cùng chung bước trên chặng đường tương lai. Nhờ độc thân nhân duyên đến, từ lần gặp gỡ đầu tiên đã có cảm giác thân quen, tựa biết nhau từ bao giờ. Bách Việt đào hoa có thể gây ra sóng gió trong hôn nhân của con giáp này. Đào hoa quá vượng biến thành đào hoa dữ, các mối quan hệ với người khác phái nếu không thận trọng vạch rõ ranh giới thì rất dễ gây ra hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Đầu tuần là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh. Khả năng thành công trong thời điểm này sẽ cao hơn hẳn nhờ thiên tài và thực tần cùng che chở. Riêng về công việc thì tuần này có lẽ là không được suôn sẻ cho lắm. Bản mệnh mất nhiều thời gian mới nhận ra rằng không thể dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình. Tỷ kiên cho thấy sự quyết đoán sẽ giúp cho con giáp này thành công. Tử vi của tuổi Ất Dậu là mệnh thủy, cuối tuần cẩn thận họa phá tài. Về Đinh Dậu là mình hỏa, nếu bạn muốn thành công hãy làm việc dù đó là cuối tuần. Về Kỷ Dậu là mình thổ, quy định đặt ra để tuân theo đừng tùy tiện phá vỡ. Về Tân Dậu là mình mộc, cẩn thận kẻo lắm mối tối làm công. Về Quý Dậu là mình kim, đào hoa nở rộ, hãy nắm bắt cơ hội. 11. Tử vi tuần mới của người tuổi Tuất từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018. Trong tuần 33 này, người tuổi Tuất phải đối mặt với hung vận rất lớn, điển hình là đường tài lộc ảm đạm, tiền chỉ thấy ra khỏi túi chứ chẳng mấy khi đi vào. Kiếp tài khiến cho những nguồn thu của con giáp này giảm sút rõ rệt. Bạn đã biết phương pháp khai vận phong thủy để 6 tháng cuối năm hot bạc chưa? Thiên cẩu hung tinh giáng họa ngay từ đầu tuần, đã bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho công việc của tuổi Giáp Tuất cản trở, lẽ ra thành công phải đến từ rất lâu rồi, chứ không phải mất nhiều thời gian và công sức mà kết quả chẳng ra sao. Công việc sẽ dần tốt lên trong thời điểm cuối tuần khi có thêm ấn trợ vận. Bản mệnh không để khó khăn khiến mình ngã gục mà quyết tâm phải giành lấy những gì mình mong muốn, và công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Về đường tình duyên, không có dấu hiệu cho thấy tin vui sẽ đến nhiều với tuổi Tuất. Con giáp này chưa vượt qua được rào cản ở chính bản thân mình. Nhiều lúc bạn muốn đến với tình duyên nhưng lại ngần ngại vì những nguy cơ có thể xảy tới. Tử vi về tuổi Giáp Tuất là mệnh hỏa, thời cơ để lỡ và tiền bạc mất đi.
Tử vi về tuổi Bính Tuất là mình thổ, đầu tuần đã có nhiều chuyện phiền phức rắc rối. Tử vi về Mậu Tuất là mình mộc, tình yêu chưa kịp nở hoa đã vội tan lụi. Tử vi về Canh Tuất là mình kim, giữa tuần cần đề phòng có kẻ lừa gạt về tiền bạc. Về Nhâm Tuất là mình thủy, tiểu nhân chơi xấu vào lúc bạn không ngờ nhất. 12. Tử vi tuần mới cho người tuổi Hợi. Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018, người tuổi Hợi trong tuần 33 này, tình duyên kém sắc, đôi lứa dễ nảy sinh tranh chấp, cãi vã. Cái tôi lớn khiến không ai chịu xuống nước, chiến tranh lạnh xảy ra, kéo dài khiến cho tình cảm ngày càng thêm lạnh nhạt. Công việc có nhiều điềm báo thăng tiến, nhất là khi thiên đức quý nhân trao cho con giáp này cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Bản mệnh gặt hái được nhiều thành công và chứng tỏ bản thân là người có thể tin tưởng được. Tuy nhiên, con giáp này cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Thương quan báo hiệu rằng tuổi Hợi có khả năng đánh mất cơ hội thăng tiến khi thiếu tập trung trong công việc và gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Trong tuần vận trình tài lộc cực vượng, thực thần cho thấy con giáp này đang đi đúng hướng, được quý nhân trợ mệnh nên làm việc gì cũng dễ dàng thành công, lợi nhuận thu về lớn gấp nhiều lần so với ngày bình thường. Tử vi về tuổi Ất Hợi là mình hỏa, họa phá tài ẩn hiện vào thời điểm cuối tuần. Về Đinh Hợi là mình thổ, cần bình tĩnh và sáng suốt trong chuyện tình cảm. Về Kỷ Hợi là mình mộc, bản thân bạn là người quyết định thành bại. Về Tân Hợi là mình kim, bạn có thể trông đợi tài lộc bất ngờ vào ngày thứ ba. Về Quý Hợi là mình thủy, thứ bảy bạn cần đưa ra quyết định khá quan trọng. Hey, call. Hey, call. Hey, call. Hey, call.